Trước khi quyết định có đưa văn nghệ trẻ ra tòa hay không, bí thư cần cân nhắc các chi tiết này. Ngoài ra, đây chủ yếu là vấn đề của bí thư và thành ủy chứ không phải của nhân dân thành phố Đà Nẵng, vì không có người dân nào đi chiếc xe đó cả. Vậy nên thành ủy cần cẩn trọng hơn khi cho rằng sự việc này đang làm ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh của nhân dân Đà Nẵng. Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh tin tức 108 TV. Sau đây, xin kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bài viết có tựa đề Bí thư Xuân Anh có dám kiện báo văn nghệ trẻ. Bài viết của tác giả Nguyễn Anh Tuấn được đăng trên trang Facebook cá nhân của ông. Hôm qua, báo văn nghệ trẻ thuộc Hội Nhà văn Việt Nam đưa ra một nghi vấn và một cáo buộc đối với bí thư Nguyễn Xuân Anh. Nghi vấn, xe của bí thư đang đi mang biển số xanh giả vì trùng với một biển số trắng khác, đều cùng là 43A29999. Cáo buộc, chiếc xe Toyota Avalon Limited có giá thị trường là 2,5 tỷ, nên bí thư đã vi phạm quyết định 32 của Thủ tướng, quy định rằng bí thư cấp tỉnh, thành chỉ được sử dụng xe có giá trị tối đa là 1,1 tỷ. Hôm nay, bí thư Xuân Anh và thành ủy Đà Nẵng đã phản hồi. Về nghi vấn, bí thư và thành ủy chưa ra sổ kiểm định và giấy đăng ký, cho thấy biển số trên không phải là giả. Công an thành phố Đà Nẵng cho biết thêm, biển xanh và biển trắng trùng số nhau là bình thường. Về cáo buộc, bí thư và thành ủy trưng ra hóa đơn mua xe có giá 1,182 tỷ trước thuế, nghĩa là 1,3 tỷ sau thuế. Cho biết xe được doanh nghiệp tặng và có giá trị không quá tiêu chuẩn được quy định trong quyết định 32. Với những lập luận trên, thành ủy đang yêu cầu văn nghệ trẻ phải đính chính, vì đã làm ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh của Đảng bộ, nhân dân thành phố Đà Nẵng. Trong khi bí thư Xuân Anh còn muốn đi xa hơn bằng việc xem xét khởi kiện tờ báo. Trong lúc chờ xem xét bí thư có đưa văn nghệ trẻ ra tòa hay không, hãy cùng phân tích một số điểm liên quan tới vụ việc. 1. Dòng xe này luôn có giá từ 2 tỷ đồng trở lên. Vì sao trong hóa đơn bán hàng mà bí thư trưng ra chỉ có giá 1,182 tỷ đồng? Liệu có phải là công ty này cố tình hạ giá trong hóa đơn để phù hợp với định mức của nhà nước? Bí thư và thành ủy có thể chứng minh được ở thời điểm tiếp nhận xe, có bất kỳ công ty nào khác bán xe trên với mức giá chỉ khoảng 1,1 tỷ đồng không? 2. Hóa đơn bí thư trưng ra ghi rõ bên bán xe là công ty Minh Hưng Phát với dòng ghi chú xe cho biếu tặng không thu tiền. Vậy, công ty này có phải chính là doanh nghiệp đã tặng xe cho thành ủy Đà Nẵng? Hay họ chỉ bán xe, còn doanh nghiệp tặng xe lại là một cái tên khác? Để chứng minh việc tiếp nhận xe tặng trên đúng pháp luật, bí thư và thành ủy cần chứng tỏ rằng doanh nghiệp tặng xe không có liên quan đến hoạt động công vụ của thành ủy và phải nêu rõ mục đích của việc tặng xe này, theo Điều 5 Quyết định 64 của Thủ tướng. 3. Quyết định 32 của Thủ tướng nói rõ định mức 1,1 tỷ ở trên áp dụng cả cho xe được biếu, tặng và tính theo giá mua sau thuế. Bởi vậy, ngay cả mức giá ghi trong hóa đơn đúng với giá thị trường đi chăng nữa là 1,182 tỷ trước thuế và 1,3 tỷ sau thuế, thì cũng cao hơn định mức. Lẽ ra trong trường hợp thấy không phù hợp với định mức tiêu chuẩn thế này, thành ủy phải từ chối, hoặc nếu không từ chối được phải nộp lại Bộ Tài chính xử lý, vì có giá trị trên 500 triệu đồng, theo Điều 8 Nghị định 29. Trước khi quyết định có đưa văn nghệ trẻ ra tòa hay không, bí thư cần cân nhắc các chi tiết này. Ngoài ra, đây chủ yếu là vấn đề của bí thư và thành ủy chứ không phải của nhân dân thành phố Đà Nẵng, vì không có người dân nào đi chiếc xe đó cả. Vậy nên thành ủy cần cẩn trọng hơn khi cho rằng sự việc này đang làm ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh của nhân dân Đà Nẵng. Kính thưa quý vị và các bạn, vừa rồi là bài viết có tựa đề Bí thư Xuân Anh có dám kiện báo văn nghệ trẻ. Bài viết của tác giả Nguyễn Anh Tuấn được đăng trên trang Facebook cá nhân của ông. Và tiếp sau đây, xin kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bài viết có tựa đề Chuyên trang điện tử của báo văn nghệ bị yêu cầu đóng cửa. Bài viết được đăng trên trang BBC Việt ngữ. Chuyên trang điện tử văn nghệ trẻ.net vừa bị yêu cầu đóng cửa ngay sau khi đưa thông tin sai về bí thư Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh. Văn nghệ trẻ hôm 21 tháng 2 có bài lại thêm một vụ cán bộ dùng xe công gắn biển giả. Trong đó, cáo buộc xe biển số xanh 43A29999 mà ông Xuân Anh sử dụng là dùng biển số giả.
Các cáo buộc trong nước nói lý do chính thức mà chuyên trang này bị yêu cầu đóng cửa là có đuôi tên miền .net, trong khi chỉ được cấp phép cho đuôi miền .com.vn. Tờ báo mẹ của Văn Nghệ Trẻ, báo Văn Nghệ cũng bị Bộ Thông tin và Truyền thông xử phạt 30 triệu đồng. Cục báo chí Bộ Thông tin và Truyền thông ra quyết định xử phạt chiều ngày 22 tháng 2 và tuyên bố sẽ tiếp tục làm việc để truy xét đúng sai trong bài báo về chiếc xe của bí thư Đà Nẵng. Cáo buộc, Văn Nghệ Trẻ nói, một xe cá nhân cũng có biển số 43A29999 cùng với biển số xe của bí thư Đà Nẵng đang sử dụng. Báo này còn cáo buộc chiếc xe Toyota ông Xuân Anh đang sử dụng có giá trị khoảng 2,5 tỷ đồng. Tránh văn phòng Thành ủy Đà Nẵng Đào Tuấn Bằng lên tiếng nói chiếc xe này đã được văn phòng Thành ủy tiếp nhận từ một doanh nghiệp tặng với đơn giá được ghi rõ trong hóa đơn là 1,182 tỷ đồng, theo báo Tuổi Trẻ. Chiều 22 tháng 2, ông Bằng cũng đã ký công văn gửi Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, đề nghị chỉ đạo xử lý bài viết của tác giả Trương Ngọc vì đưa tin không đúng sự thật, đồng thời yêu cầu báo Văn Nghệ phải đính chính, xin lỗi theo đúng quy định của pháp luật. Ông Nguyễn Xuân Anh được báo Xuân Việt dẫn lời nói, rõ ràng là xe có đăng ký, có kiểm định, làm gì có chuyện biển số giả. Người đưa thông tin như vậy là bôi nhọ Đà Nẵng. Ông cũng nói đang xem xét kiện Văn Nghệ Trẻ. Chỉ trong ngày 22 tháng 2, cơ quan chức năng đã xử lý hết sức nhanh chóng. Kính thưa quý vị và các bạn, vừa rồi là bài viết có tựa đề chuyên trang điện tử của báo Văn Nghệ bị yêu cầu đóng cửa. Bài viết được đăng trên trang BBC Việt ngữ. Kính thưa quý vị và các bạn, sau đây xin kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bài viết có tựa đề Lại thêm một vụ cán bộ dùng xe công gắn biển số giả. Bài viết về vụ việc bí thư Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh dùng xe biển số giả được đăng trên trang Văn Nghệ Trẻ. Hiện bài viết này đã bị gỡ xuống. Trên một số diễn đàn xã hội hiện đang lan truyền bức ảnh về chiếc xe công mà bí thư Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh đang sử dụng. Chiếc xe đeo biển số xanh 43A29999 là chiếc xe Toyota Avalon Limited, theo giá thị trường khoảng trên 2,5 tỷ đồng. Như vậy, ông Nguyễn Xuân Anh đã vi phạm Điều 5 khoản 2 quyết định số 32/2015 QĐ-TTg ngày 4 tháng 8 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ. Theo quy định này, tiêu chuẩn bí thư thành phố trực thuộc Trung ương chỉ được sử dụng xe dưới 1,1 tỷ đồng. Cũng trên các diễn đàn nói trên, chiếc xe đeo biển số xanh 43A29999 mà ông Nguyễn Xuân Anh đang sử dụng trùng với biển số một chiếc Land Rover siêu sang, chỉ khác là biển số của chiếc xe Land Rover mang màu trắng. Nhưng điều lạ là cả hai chiếc xe này đều không tồn tại trên mạng đăng kiểm Việt Nam. Một số thành viên diễn đàn Auto Forum cho rằng chiếc Land Rover này là xe của một doanh nghiệp. Ông Nguyễn Xuân Anh sinh năm 1976, giữ chức vụ bí thư thành phố Đà Nẵng ngày 16 tháng 10 năm 2015 và trúng cử ủy viên Trung ương Đảng năm 2016. Ông là một trong những ủy viên Trung ương trẻ nhất khóa 12. Ngay sau khi trúng cử ủy viên Trung ương, ông Nguyễn Xuân Anh cho lập đường dây nóng, tiếp nhận ý kiến của người dân và có những tuyên bố hùng hồn về công tác phòng chống tham nhũng, được dư luận đánh giá cao. Ngày 13 tháng 5 năm 2016, ông Nguyễn Xuân Anh đã mạnh mẽ chỉ trích không có gì qua được mắt nhân dân, phải làm sao để được người dân cảm thấy được tôn trọng và phát biểu ý kiến của mình. Càng dân chủ thì càng minh bạch, càng công khai và chống tham nhũng hiệu quả hơn. Việt Nam đang thiếu sự minh bạch này. Cho đến nay, những thông tin về chiếc xe mà ông sử dụng đang khiến cho dư luận không khỏi dị nghị. Chúng tôi sẽ tiếp tục điều tra và thông tin về việc bí thư Nguyễn Xuân Anh sử dụng xe vượt tiêu chuẩn và nghi gắn biển số giả này. Kính thưa quý vị và các bạn, Bí thư Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh đã lên tiếng về những lùm xùm quanh việc sử dụng xe biển số giả. Sau đây xin kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bài viết có tựa đề Bí thư Đà Nẵng lên tiếng vụ xe biển số giả. Bài viết được đăng trên trang Tuổi Trẻ Online. Liên quan đến bài báo, lại thêm một vụ cán bộ dùng xe công gắn biển số giả đăng trên trang web báo Văn Nghệ Trẻ. Sáng ngày 22 tháng 2, Tránh Văn phòng Thành ủy Đà Nẵng Đào Tấn Bằng cho biết thông tin trên không chính xác.
Hiện Thành ủy Đà Nẵng đang làm văn bản gửi các bộ ngành trung ương, cơ quan chủ quản báo văn nghệ trẻ để nói rõ vụ việc, yêu cầu đính chính lại thông tin vì đã làm ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh của Đảng bộ, nhân dân thành phố Đà Nẵng, ông Bằng nói thêm. Tại văn phòng Thành ủy, ông Đào Tuấn Bằng đã trưng ra sổ chứng nhận kiểm định của chiếc xe Toyota màu đen mang biển số 43A29999 do Bộ Công an cấp và được Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Đà Nẵng tiến hành đăng ký vào ngày 2 tháng 2 năm 2016. Chiếc xe do Văn phòng Thành ủy Đà Nẵng 72 Bạch Đằng, thành phố Đà Nẵng trực tiếp quản lý, điều động. Theo ông Bằng, chiếc xe này được Văn phòng Thành ủy tiếp nhận từ một doanh nghiệp tặng với đơn giá được ghi rõ trong hóa đơn là 1,182 tỷ đồng. Sau khi tiếp nhận, Văn phòng Thành ủy đã tiến hành làm thủ tục đăng ký, khai thuế trước khi nhập, đưa vào tài sản công do Thành ủy Đà Nẵng quản lý. Với những giấy tờ như vậy, chúng tôi khẳng định chiếc xe 43A29999 hiện do Văn phòng Thành ủy quản lý, không hề mang biển số giả và giá trị sản. Và giá trị tài sản của chiếc xe nói trên cũng không vượt quá tiêu chuẩn được quy định tại Điều 5 khoản 2 nằm trong quyết định số 32 mà Thủ tướng Chính phủ ban hành vào ngày 4 tháng 8 năm 2015. Trả lời Tuổi Trẻ sáng cùng ngày, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh tỏ ra vô cùng bất ngờ trước thông tin được đăng tải trên trang web của báo Văn nghệ Trẻ. Theo ông Nguyễn Xuân Anh, từ lúc nhận nhiệm vụ phó bí thư Thành ủy đến cuối năm 2015, bản thân ông vẫn được Văn phòng Thành ủy bố trí một chiếc xe Toyota Crown sản xuất năm 1996 để đi lại. Đến giữa năm 2016, Văn phòng Thành ủy đã bố trí cho ông một chiếc xe khác có biển số 43A29999. Ông Nguyễn Xuân Anh khẳng định với phóng viên Tuổi Trẻ, từ ngày tôi nhận chức bí thư đến nay là từ ngày 16 tháng 10 năm 2015, ngân sách thành phố chưa bỏ ra một đồng nào để sắm xe cho bí thư Thành ủy. Chiếc xe tôi đang đi là do một doanh nghiệp tặng trước đó. Liên quan đến tài sản công hiện do Văn phòng Thành ủy quản lý, nhưng lại do doanh nghiệp tặng, ông Đào Tấn Bằng cho biết hiện Thành ủy Đà Nẵng đang quản lý 4 ô tô, trong đó, chiếc xe 43A29999 có giá trị thấp nhất. Ngoài Thành ủy, hiện Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng cũng đang quản lý và sử dụng 4 xe công khác đều do doanh nghiệp tặng. Tất cả đều được tặng từ nhiều năm trước đó. Trong đó, những chiếc xe được tặng từ thời anh Nguyễn Bá Thanh còn làm bí thư thành phố, ông Bằng xác nhận. Cũng theo ông Bằng, ngoài số xe mà các doanh nghiệp tặng cho Thành ủy, Ủy ban Nhân dân thành phố để đi lại, trong thời gian qua, có rất nhiều doanh nghiệp khi đến làm ăn tại thành phố này cũng đã trao tặng nhiều tài sản và hiện vật. Đơn cử như việc tặng 3 chiếc xe chuyên dụng phục vụ cho việc xét nghiệm nhanh an toàn vệ sinh thực phẩm, trị giá mỗi xe từ 3,5 đến 5 tỷ đồng. Quỹ Toyota Việt Nam tặng cho thành phố 8 xe buýt phục vụ vận chuyển công cộng, một số xe cấp cứu hiện đại phục vụ cho các tuyến bệnh viện. Mới đây là việc một đơn vị tặng 50 tỷ đồng để Ủy ban Nhân dân thành phố mua sắm, lắp đặt camera an ninh, phục vụ an ninh trật tự đường phố. Số tiền này hiện đã chuyển cho Công an thành phố Đà Nẵng để sắm trang thiết bị. Cũng trong sáng 22 tháng 2, trao đổi với Tuổi Trẻ, Trung tá Phạm Văn Thương, Phó trưởng Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, cả hai biển số xe mà báo Văn nghệ đề cập đều được cấp đúng theo thông tư của Bộ Công an quy định. Theo đó, biển số màu trắng được cấp cho tư nhân và các doanh nghiệp tư nhân, biển số màu xanh được cấp cho cơ quan sự nghiệp, cơ quan quản lý nhà nước. Trong trường hợp một biển số nhưng lại cấp cho hai xe cùng loại biển số trắng hoặc xanh thì mới gọi là trùng biển số. Được biết chiếc xe Land Rover mang biển số trắng 43A29999 được đề cập trong bài báo nói trên hiện đang do một doanh nghiệp tư nhân quản lý, sử dụng và là xe biển số thật. Kính thưa quý vị và các bạn, vừa rồi là loạt bài viết về vụ việc bí thư Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh dùng xe biển số giả. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Các bạn nhớ ấn subscribe kênh tin tức 108 TV để được nhận thêm nhiều hơn nữa những thông tin mới nhất về hiện tình Việt Nam.